Xin chào các bạn, hôm nay mình muốn nói kỹ sâu về Tom Bomb Studio cho tất cả các bạn đang theo dõi kênh của mình để chúng ta nắm được với làm việc với phần mềm này. Bài hôm nay thì tôi đề cập đến nhiều cảnh, nhiều cái chủ đề, ví dụ như là camera, rồi chuyển động frame by frame, chuyển động xương, chuyển động bằng các hiệu ứng di chuyển. Đấy. Thì để giải quyết các vấn đề này để cho các bạn được hiểu rõ hơn thì chúng ta sẽ làm một cảnh là khỉ leo cây. Thì giao diện của nó được mở ra như thế này. Thì chúng ta biết là nhiều bạn thì cứ thắc mắc là tại sao ta muốn vẽ được nhiều đối tượng trên một cảnh và nó có thể chuyển động theo nhiều cách khác nhau, và mỗi một đối tượng thì nó sẽ chuyển động riêng và độc lập. Thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta có các tab, mà gọi là tab để chúng ta gọi là tab ấy. Chúng ta làm mỗi cảnh thì mỗi một cảnh chúng ta sẽ cộng vào đây. Đấy, cảnh 1, cảnh 2, vân vân. Thì các bạn chú ý là cảnh này. Thế còn ở phần timeline này, ví dụ các bạn muốn chuyển thành vẽ khung theo phía bên này thì các bạn thì chuyển vẽ khung bên này. Đấy. Đây là khung nhá, từng ô một, từng ô một. Đấy. Thì chúng ta chú ý là chúng ta sẽ vẽ khung từng ô một. Và để chúng ta vẽ vào được một khung thì chúng ta sẽ chọn là insert cell. Và chúng ta gọi là frame thứ nhất. Đó. Frame thứ nhất thì ta có thể đặt tên đây là ví dụ như là cây chẳng hạn. Đó, cây thì nó sẽ có các phần để chúng ta có các ô frame để chúng ta vẽ cái cây liên tục. Đó. Cây liên tục như thế nhá. Thì chúng ta chuyển về đây, chúng ta thấy là ở khung đầu tiên, khung này. Thế để mà chúng ta phóng to, chúng ta ấn phím X trên bàn phím, thu nhỏ ấn phím Z trên bàn phím. Còn quay màn hình thì chúng ta có thể giữ hai phím Ctrl và phím A thì chúng ta quay cảnh. Đó, chúng ta quay cảnh. Đó. Thì cái này nó cũng giống như trong phần in thôi, các bạn thấy là người ta có một cái bàn, cái khung có các con chốt này để cho các đối tượng là được dịch chuyển trên cái phần khung cảnh này được chính xác, được đặt chính xác hơn. À, chúng ta thấy Shift C là trở về, khi nó quay nó sẽ trở về, chúng ta giữ C này thì nó sẽ quay một cái 15 độ. À, thì chúng ta có thể trở về là Shift C là trở về màn hình nhé các bạn, chú ý như thế. Bàn tay giữ phím space. Thì hôm nay chúng ta sẽ, tôi sẽ nói với nhiều cái chức năng ở trong này để chúng ta có thể hiểu được vấn đề của nó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vẽ cây. Cây thì ở đây các bạn chọn công cụ, chúng ta có thể chọn rất nhiều công cụ như là brush, pencil, rectangle, ellipse, polyline và line. Đấy. Thì mỗi một công cụ thì nó sẽ có chức năng vẽ riêng. Nó không giống như Moho. Moho các bạn vẽ rất mệt. Các bạn mà dùng anime Moho thì vẽ một nhân vật rất là lâu. Ví dụ bây giờ tôi vẽ một cái cây ở đây. Thì để vẽ cây các bạn chọn này và các bạn điều chỉnh là cái brush của mình, maximum size tức là cái cỡ to nhất của cái chổi, minimum là cái phần nhỏ nhất, smooth là phần để cho nó mượt, để cho nó được mịn ở cái đường cạnh của nó, góc cạnh của nó. Thế để phóng to lên chúng ta phải dùng phím X để chúng ta phóng to lên. Đó. Chúng ta phóng to lên và chúng ta bật cái bảng màu này lên. Thì cây thường có là với một như là cây dừa thì thường có màu lâu, màu nâu. Chúng ta vẽ. Đây tôi vẽ qua thì nhá. Các bạn có thể vẽ. Tôi vẽ nó không được. Vẽ lại thì chúng ta vẽ cần vẽ bằng. Chúng ta có thể xoay màn hình. Đấy, là cây. Sau đó thì chúng ta vẽ
À, chúng ta giống như là chúng ta vẽ trên tờ giấy đấy. Đấy, cây này. Nha, các bạn chú ý nha, các bạn vẽ cây như thế. Đây là gốc dừa, vân vân. Lát nữa chúng ta sẽ vẽ mặt đất. Thì khi vẽ cây xong rồi thì các bạn có thể sử dụng màu để chúng ta tô cho cây. Sau đó thì tôi vẽ sang tiếp tục là lát nữa đến đây thì chúng ta sẽ cho nó tự nhiên luôn, đúng không? Và bây giờ tôi sẽ cho vẽ một số quả dừa vào đây. Quả dừa thì các bạn có thể chọn màu cho quả dừa, ví dụ các bạn có thể chọn màu quả dừa xanh, cái màu xanh này các bạn vẽ. Rồi, chổi hơi to thì chúng ta cho nhỏ lên một chút. Đây là chùm dừa chẳng hạn. Bạn phóng to lên đây, tôi vẽ bằng chuột cho nên là nó sẽ không được tròn xoay, đúng không? Chúng ta thích tròn xoay chúng ta kéo này. Đấy, thì nó sẽ tròn, nhưng mà chúng ta vẽ bằng chỗ thì đây nhé. Tôi cứ giả dụ là các quả dừa như này. Sau đó thì các bạn chọn về cho màu quả dừa. Thì ở đây các bạn nhớ nhé, trong này các bạn chọn gradient là màu sẽ tô từ màu nọ sang màu kia. Ví dụ ta cho màu này là màu xanh đây, thì phần đây ta cho một màu khác để cho nó sáng. Phần giữa này các bạn thêm vào đây, các bạn thêm một cái màu xanh này. Sau đó các bạn dùng pen các bạn đổ từ đấy, ta có thể điều chỉnh cái màu color đó theo ý của chúng ta. Và chúng ta chọn màu giữa đấy. Giữa này thì nó sẽ trôi ở giữa, đúng không? Ta chọn này thì chúng ta điều chỉnh cái deform, tức là cái gốc của ảnh rồi. Bây giờ các bạn tiếp tục là các bạn sẽ chuyển xuống về phần cành dừa. Tất nhiên là đây là tôi dạy các bạn thì tôi vẽ nó nhanh thì cho nên nó sẽ không được đẹp lắm, nhưng mà chúng ta cũng có thể chúng ta vẽ. Chúng ta có thể xoay được cái góc độ của nó, người ta vẽ tàu dừa hay là cành dừa. Các bạn có thể tạo ra các bút riêng của chúng ta. Vẽ lá dừa. Tôi vẽ bằng chuột thì nó sẽ rất là khó. Nếu bạn mua cái bộ bàn phím, bộ bàn bảng vẽ, của Haywon hoặc là của Wacom, các bạn sẽ vẽ đẹp hơn. À, vì đây là tôi dạy nên là tôi cũng không có công cụ để có thể vẽ được đẹp hơn. Các bạn có thể mua.
Các bạn ở trong Sài Gòn hay là trong là vùng đồng bằng Nam Bộ thì sẽ có tưởng tượng cây dừa tốt hơn, đúng không? Nếu các bạn ở đồng bằng sông Cửu Long, các bạn ở trong miền Tây thì dừa là các bạn không thể là bạn nào sinh ra là nhìn thấy cây dừa rồi. Sau đó thì các bạn nhấp vào đây, các bạn điều chỉnh nó màu nó nhạt à, các bạn điều chỉnh nó đậm đi một chút. Đấy, bây giờ việc tiếp theo là cho tô những cái phần bạn chú ý chỗ nào thủng là các bạn không tô được nhé. Thì chỗ này ta thấy là nó bị hở. Nó hở tức là nó hở cái đường viền đấy. Hở đường viền hay là chúng ta gọi là sao hoạt hình chúng ta thường làm cho nó xa một tí đó. Chỗ này thủng chỗ nào, thủng chỗ này đúng không? Rồi chúng ta quay chỗ nào đấy, còn thân dừa thì chúng ta có thể cho nó một màu xuống, chọn màu nào đẹp hơn à, để chọn màu xanh. Rồi đây là cây dừa nhá. Thế các bạn bây giờ các bạn muốn cái cảnh của chúng ta nó kéo dài, thường nó dài 1.000 frame chẳng hạn, thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Chúng ta chọn chỗ này nhé, chọn expo exposure extension đấy, nó sẽ mở rộng cái cây này ra, nghĩa là ô nào cũng có cái cây dừa. Thì các bạn hiểu ý tôi không? Nghĩa là chúng ta học ở đây là học để các bạn có thể làm phim tự chúng mình, nhưng mà tự chúng ta có thể kéo dài ra và chúng ta chọn expo cho đến 500 expo đấy. Nhá các bạn nhớ chú ý đấy, nó sẽ mở ra nhé. Phím tắt của Expo là gì nhỉ? Chúng ta chọn Expo là Shift Control và số 1. Đấy. Chúng ta sẽ chọn như thế. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ cảnh 2 là cảnh bờ biển. 2 thì bờ biển thì các bạn chọn vào dấu cộng này, các bạn vẽ cho tôi là bờ biển. Các bạn chú ý nhá, kiểu vẽ kiểu của từng loại thì có thể là hình ảnh này, rồi vân vân, hiệu ứng xương vân vân, thì chúng ta chọn những cái khung ở đây. Nhưng đây là chúng ta đang vẽ, chúng ta sẽ chọn là drawing và chúng ta vẽ bờ biển. Đó. Bờ biển đây. Chúng ta sẽ chọn là insert cell nhá, insert cell thì chúng ta vẽ lên. Thì một cái này sau đó chúng ta sẽ mở rộng ra. Đấy, các bạn thấy là các cell này nó liền nhau, nó có màu liền nhau. Thì từng chứng tỏ là cái ô này nó sẽ giống ô trước và sẽ giống ô sau. Ví dụ ô này sẽ giống toàn bộ những cái ô chạy đằng trước và đằng sau nó. Các bạn chú ý như thế. Đấy. Thì đấy là cái mình nói về về cái phần bờ biển là phần cây. Bây giờ mình sẽ sang phần vẽ bờ biển. Bờ biển thì ở đây mình vẽ mặt đất. Chúng ta chọn màu đất, màu cao. Đấy, thì chúng ta sẽ vẽ cảnh bờ biển. Ví dụ cảnh bờ biển thì các bạn biết là chúng ta thường vẽ là từ xa đến gần, đúng không? Từ gần đến xa, gần đến xa. Thế chẳng hạn như là mình muốn bờ biển đoạn ra mặt nước ở chỗ này, thì các bạn sẽ vẽ một cái bờ biển chạy dài này. Kệ cái cây nhé, cái cây thì tí chúng ta tính sau, nó là ở phía sau, ở phía trước thôi, nó không có ảnh hưởng đến cây cả. Đấy. Đó, các bạn vẽ lùi ra đây.
Sau đó thì các bạn vẽ cho chúng ta một số cái con đường mà nó có thể trải rộng ra. Đó, trải rộng ra phía này. Đó, ta dùng luật xa gần mà ở xa thì nhỏ. Đấy, đoạn này thì cho thẳng lên vào mắt mình, vào mắt mình nhá. Chỗ này thì các bạn cho chỗ này một tí đá vào bờ biển. Nghĩa là chúng ta tưởng tượng ra là chúng ta đang nhìn ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ vẽ những cái ô mà như này để nó tạo cảm giác là rất xa, đúng không? Đó. Mắt con người ta chúng ta chỉ nhìn là theo kiểu xa xôi phía chân trời thì nó sẽ biến thành một cái hình cong. À, hình cong. Cong. Bước tiếp theo là các bạn tô màu lên bờ biển. Tô màu bờ biển thì các bạn có thể chọn cho chúng ta một cái màu lan tỏa. Màu có thể từ bên nọ sang kia, chúng ta chọn lúc này. Và chúng ta cho một cái màu này nữa là lên màu sáng xanh. Đấy, để màu đất. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn như này. Tôi hôm nay tôi nói nhiều vấn đề lắm. Đấy, các bạn màu. Đấy, chúng ta nhấp hai phát nhé. Nó mà không lan tỏa đều thì chúng ta nhấp hai phát cho đều đi. Đây là vẽ màu đất đúng không? Để chỉ lát nữa chúng ta sẽ áp dụng và chúng ta nhìn thấy màu đất. To lên, rộng bãi giống bãi cát không nhỉ các bạn nhỉ? Rất giống đúng không? Chúng ta nhìn thấy là rất giống. Ta chọn đây có hai nút nhấp pen và ăn pen. Phần phần đây nó đứt ở chỗ này. Chúng ta chọn brush chúng ta nối. Rồi bây giờ chúng ta thu nhỏ lại. Đó, thì chúng ta sẽ được một cái cảnh như này. Rồi một số bạn nữa thì muốn là cái miền đất này nó rộng ra thì chúng ta kéo ra thì cái cảnh chúng ta nó tràn qua cái phần kia, nó sẽ điều khiển rộng này, đúng không? Đó. Ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ phần tiếp theo là phần cây, phần bờ biển chúng ta sẽ cũng mở rộng các ô. Ví dụ đến đây các bạn chọn Shift Control 1. Đó, thì nó sẽ tràn ra tất cả, đúng không? Bây giờ ta sẽ cho cái lớp cây lên phía trước ở đây. Đó, thì cây lên phía trước bây giờ ta sẽ copy lên. Chúng ta chọn Duplicate Element nhé. Thì mỗi cây của chúng ta sẽ được hiện ra element. Đấy, 3 cây, 4 cây. À, nó vẫn trùng vào một. Bây giờ chúng ta mới di chuyển đúng không? Chúng ta di chuyển thì chúng ta chọn cây này, chúng ta chọn là úp, nhóm lại, chúng ta chọn vào đây. Đó, sau đó chúng ta chọn tiếp cây này, ta chọn vào đây. Các bạn muốn nó nhỏ lại cây phía xa, các bạn cứ nhỏ lại. Đó. Rồi. Các bạn chọn tiếp cây này, chúng ta chọn. Đó. Các bạn thấy rất là dễ đúng không? Muốn cây to thì cho to lên. Đó. Sau đó bây giờ các bạn hỏi là điều lật ngược lại nào, các bạn chọn property. Đó. Và chúng ta chú ý nhé, chúng ta chú ý ở đây là chúng ta xoay được, này là có cái lật, này chúng ta xoay, này chúng ta lật cây. Không, chúng ta xoay cây, cây nó sẽ đứng lên. Ban đầu tôi vẽ cây thế, các bạn có thể vẽ nhiều cây loại khác để cho nó tạo ra cái cảnh nó đẹp hơn. Tôi lại nhân tiếp duplicate. Mỗi một cây thì tôi
chọn họ tôi ra để rừng thành rừng cây đúng không các bạn? Rồi rừng cây, cái đằng trước cái đằng sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái mặt biển phía xa. Mặt biển phía xa thì chúng ta làm như thế nào, và chúng ta có nước sóng vân vân, có đàn khỉ vân vân, thì đàn khỉ ta vẽ xong, ta vẽ cây đã. Thì ở đây tôi sẽ vẽ là một cái nữa là tôi vẽ cảnh bờ biển có hình núi chạy xa xa. Thì ở đây tôi sẽ chọn vào chỗ bờ biển này, tôi chọn thêm một nút tôi gọi là núi hay là đảo đấy, chúng ta gọi là đảo đấy. Chúng ta gọi là đảo, ta chọn cell. Các bạn chọn nha, insert cell, tạo một ô mới đúng không? Đúng rồi. Và các bạn cũng có thể là expo luôn cũng được. Các bạn chọn expo, shift control 1 đúng không? Thế bây giờ ta vẽ lên trên nó, ta vẽ ở đâu cũng được thì nó vẫn liền nhau. Ta vẽ nội ô này được, mẫu này được, ta vẽ ô này đi nhá. Vẽ ô này, vẽ ô này thì bây giờ các bạn vẽ xa xa, núi thì chúng ta vẽ ở xa. Chúng ta sẽ chọn một cái nhá, màu cho cái phần núi xa xa. À, chúng ta chọn màu này nhé. Rồi màu này thì các bạn chọn núi như sau. Chúng ta vẽ thì chúng ta để tạo ra những cái cảnh núi, núi sông ví dụ như này. Đó, các bạn nhìn thấy là đây là cảnh núi nha. Núi đằng sau lại còn núi đằng sau nữa, còn núi đằng sau nữa ví dụ như thế. Đó, và bây giờ chúng ta chọn núi đây và có ông mặt trời vân vân. Nhất là các bạn thiếu nhi trong truyện cổ tích thì rất là nhiều thứ. Rồi đấy, mỗi núi chúng ta sẽ chọn ví dụ như là núi xanh thì ở gần chúng ta đúng không, xanh. Núi tiếp theo mờ hơn, mờ hơn thì xa hơn. Đấy, núi nữa thì mờ hơn nữa đúng không? Rồi thế bây giờ vấn đề đây là chúng ta biển nước ở đây, sóng nước ở đây, sóng nước ở đây thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đấy. Rồi bây giờ thì tôi sẽ nói cho các bạn là cách chúng ta làm một vùng nước ở đây nha, nhưng mà nó không được tràn vào trên mặt núi và nó cũng không thể tràn được lên trên trên mặt biển. Thì chúng ta sẽ làm một điều sau đây. Thì hôm nay tôi dạy các bạn là sử dụng hiệu ứng làm nước cho cảnh tham bom của chúng ta. Đấy, sau đó chúng ta sẽ quay camera vân vân. Rồi ok, và các bạn thấy là chúng ta đã làm đến phần này. Bây giờ chúng ta sẽ làm nước nhé. Rồi để làm nước thì chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn import một cái file vector mà tôi tạo từ Corel ấy, nó gồm những cái giải màu mà giống nước. Import. Đấy, tôi import ở đây, tôi tạo một cái phần nước thì tôi xem nước của chúng tôi. Để sóng biển này. Đấy, chắc chắn là nó đây rồi, các bạn nhìn thấy không? Đó, nó chỉ là vector thôi, ta kéo dạng ra này, các bạn nhìn thấy đây.
Tôi làm trong Corel nhé, có nghĩa là tôi đây trong Corel y xỉ như này. Các bạn vẽ màu nước rồi màu sóng sóng nâu, sóng xanh vân vân thì chúng ta để tạo sóng như thế. Đây chúng ta cứ để thế nhá. Bước tiếp theo bây giờ ta làm nào để tạo thành sóng? Thì chúng ta sóng biển này các bạn cũng cho tôi expo rồi tận đây cho tôi nha. Chúng ta chọn là shift control 1. Đó. Ok xong. Bây giờ ta sẽ tạo vào hiệu ứng sóng. Thì trong cái bộ này của chúng ta chọn bộ force natural effect, chúng ta chọn đây thì chúng ta nhìn thấy cái biểu tượng mà nó có hình con sóng này. Đó. Các bạn thứ phải nhấp vào đây nhé, nhấp vào đây rồi mình nhấp vào đây đó. Thì chúng ta nhìn thấy là sóng, chúng ta chọn một cái sóng nào nó hợp lý, mây này, đây là kiểu mây nhé, kiểu mây. Vậy thì để tôi xem nào, sóng đây để chọn lúc này nhé. Lúc này thì sau đó thì các bạn cái nền của sóng ấy nó mặc định là dark gradient blue sky, cho các bạn chọn cho tôi là transparency, transparency đấy thì nó là trong suốt đúng không. Bây giờ ta thu nhỏ lại đấy, thu nhỏ lại. Bây giờ ta chạy thử này, chạy thử nhé, các bạn nhìn thấy là nó lan tỏa như thế đó. Thì bây giờ mình ghép với con sóng thật của mình ghép con sóng thật của mình, sóng biển ở đây. Các bạn chú ý cho tôi, các bạn kéo vào effect đấy, kéo effect. Thì khi mà chúng ta chạy thử chúng ta nhìn thấy là nó đã đây lan tỏa như thế. Cái việc bây giờ mình thâu tóm chúng lại, thâu tóm chúng lại, các bạn điều chỉnh cái này nhá. Tôi sẽ nói như sau này: start simulation đó là vị trí về âm tọa độ là âm 2, sau đó trục tọa độ 0 0, first frame là 1, duration là 6. Đầu tiên nó chỉ ấy, xong nó tỏa ra 60 cái. Chỗ này thì maximum amount object tức là số lượng về đối tượng chúng ta tăng lên một chút. Đó. Để chúng ta chạy lại thì chúng ta xem nó như thế nào nhá. Đó, các bạn nhìn thấy là đó, chạy như thế. Vậy thì ta sẽ cho cái con sóng này lượng, ta sang phần 2 xem nào. Đấy thì chúng ta nhìn thấy con sóng của chúng ta chạy đều trên biển. Đó, rồi ta sẽ tỏa ra đây nhá. Ở dưới mặt biển các bạn đáp thêm một cái lớp màu nước nữa thì cho nó lấp vào chỗ trống cũng được. Đó, lấp vào chỗ trống cũng được. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chưa có phần lấp vào chỗ trống. Thì các bạn có thể cho ghi cho tôi vào một phát. Ở đây là tôi thêm một lớp nữa là lớp mặt nước. Cứ để thế nhá. Đấy, mặt nước. Ta tạo tự nhiên trước đã, xong ta vẽ các thứ sau. Rồi mặt nước thì ta sẽ chuyển sang phía đây. Ta chọn Expo. Đó. À, ta chưa có khung gì thì nó chưa báo gì, vậy ta phải insert cell đã. Các bạn chú ý nhé, mặt nước đấy, insert cell. Mặt nước này thì các bạn expo này lúc nào cũng được, các bạn có thể vẽ xong expo được, nhưng tôi expo trước để cho nó exposure, để cho nó tỏa ra đấy, nó phơi ra. Bây giờ ta sẽ vẽ cái mặt biển. Mặt biển thì các bạn vẽ ở trong phạm vi này nhá. Bên này thì ta cho camera cho nó xuống dưới. Đấy. Rồi bây giờ ta sẽ chọn color. Color là màu, ở đây thì chúng ta sẽ chọn một cái màu nào đấy. Đấy. Hoặc là màu nhỏ hơn, đậm hơn thì ta cho nó đậm đà thì nhỉ. Đà thì thế này nhé. Rồi ok, mặt biển thì các bạn nhé, cho xuống thấp nhất. Đó, mặt nước cho xuống.
Đấy, bây giờ chúng ta đã hình thành ra nó rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy là tạo sóng, phần tạo sóng. Bây giờ này các bạn sẽ vào Natural Effect mà lúc nãy ta làm ấy, thì các bạn nhìn thấy ở đây này, ta bỏ đi cái phần lấy transparency thì tôi chọn sang nút ô này. Đấy, face là nó phết, là nó mờ dần. Đấy, còn chỗ này là nhiều đối tượng, ta giảm đi một chút, sóng nó dày đúng không, maximum visible được đấy khoảng cách. Rồi bây giờ ta sẽ chọn con sóng của chúng ta, sóng của chúng ta đây. Đấy, sóng của chúng ta đây, nó đã được đưa vào trong hiệu ứng nhé, nó đưa được vào trong hiệu ứng. Thì bây giờ các bạn mà thích thì các bạn sẽ like, cố gắng là like cho tôi, vì tôi cũng phục vụ anh em là chính. Ta đưa vào cái con chốt này vào đây. Đấy, ta kéo ra. Bây giờ chúng ta nhìn thấy là sóng biển ở đây. Đây, các bạn chọn cái, có thể chọn nút này để chúng ta đưa nó. Rồi bây giờ ta vào hiệu ứng của nó này, ta điều chỉnh thông số nha. Rồi ta quay ra đấy. Đấy, nó chỉnh như này đúng không. Bây giờ ta cho đây, tôi cho ra ngoài trước đã, cho rộng. Đấy, đấy là cái con sóng. Ta nhìn thấy, chúng ta cố gắng là làm trong vùng cảnh nhé. Cho xuống thêm. Riêng phần sóng. Phần này các bạn cho sang cam rồi, các bạn chọn hết tí, bạn chọn sang camera. Đấy, thì nó to như này, thu nhỏ lại nha, các bạn xem rồi. Sóng nước cũng chảy đúng không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục là chúng ta sẽ điều chỉnh sang đây, cái chọn sóng lên một chút. Xin lỗi các bạn, có điện thoại thì các bạn phóng to cái này ra và các chuyển sang nút camera. Đó, thì chúng ta chạy lại xem sóng. Đấy, sóng của chúng ta to, ôi tràn cả lên núi đúng không? Rồi tôi to quá, bây giờ ta quay về đây. Điều chỉnh cho nó nhỏ. Đó, cái sóng vẽ thì bé nhưng mà cái hiệu ứng nó lan tỏa lại thôi. Đó. Được chưa? Rồi ok các bạn nhé. Rồi chúng ta sang phần đây. Chuyển sang camera. Rồi. Đó. Thì các bạn nhớ này, cái nút là chiều cao ấy. Chiều cao là chiều cao con sóng từ đây lên ngược lên trên này, từ phía dưới này. Đấy, chúng ta cho nó giảm một chút. Đấy,
Tôi dừng ở đây cho chúng ta xuống. Rồi bây giờ các bạn nhìn lại nhé, kéo để nó xem sóng cao quá cường cao nhỏ không, không lo cao, chuyện cao nhỏ ta không quan trọng, ta chỉ cần là nhìn ở trong cái vùng vẽ chúng ta. Đó. Ôi, ok. Bây giờ sóng của chúng ta cho chiều sâu đã giảm đi một chút, chiều width là chiều rộng, thì con sóng nó tràn sang hai bên, chiều hai là chiều cao, sóng tràn lên rồi thấp xuống đấy. High floor tức là phần nệ, phần phần phía theo trục thẳng đứng ấy, à, như này nó sẽ tăng lên cao, không có lùi xuống thấp. Maximum là ta tăng lên nhiều sóng. Ok xong rồi nhá, hiệu ứng sóng đã xong, bây giờ ta làm sao để nó chỉ chạy trong vùng đó thôi, đó là mấy bài học vô cùng quan trọng. Rồi chúng ta sang mặt nước. Mặt nước thì ta chọn color, ta chọn màu khác này, xanh một tí, nước biển đấy, xanh nhạt một tí đấy. Bây giờ chúng ta quay về sóng, chúng ta chạy. Sóng tràn vào đất liền nhiều quá, người ta chuyển về đây. Chọn thuộc tính, bây giờ chúng ta sẽ đưa xuống dưới nhá, chúng ta cho cái nền này cao lên một chút. Và dịch chuyển cái con sóng nhỏ này lên trên. Các bạn nhớ sóng biển nhé, file PDF các bạn làm. Này tôi chẳng học đó, tôi tự nghiên cứu ra chứ cũng không được học, vì tôi nghĩ là mục đích của người ta làm thế là những cái cảnh tự động, nhưng mà nếu mà tự động mà chúng ta nhìn mà nó không ra thì chúng ta phải làm chế ra, chúng ta chế ra để cho nó đẹp vào. Ok rồi, rồi. Đó. Ok rồi, sóng của chúng ta đã ngon. Bây giờ chúng ta sang phần bờ biển với cái mặt đất. Đấy, chúng ta sẽ tắt hết cái này đi, các bạn tắt hết cái này đi cho tôi. Bây giờ các bạn sẽ làm cho tôi một điều nhé, đó là khoanh vùng sóng. Khoanh vùng sóng, bây giờ khoanh vùng sóng vào núi để chúng ta nhìn thấy là khoanh vùng chúng ta dùng cái này nhá. Màu thì chúng ta dùng màu gì được để chúng ta khoanh vùng cho nó. Đó. Chúng ta chọn màu không, à, chúng ta ra màu. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm cho sóng nó chạy quanh đâu. Chúng ta phóng to lên. Chúng ta chọn brush. À, bây giờ tôi sẽ chạy theo sườn núi. Khoanh vùng sóng chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái lớp, chúng ta gọi là giới hạn, sóng. Đó, đây lớp này các bạn chú ý nha, dạng sóng thì các bạn vẽ ra Ctrl Shift mà một. Đó, các bạn nhìn thấy không, hay là các bạn có thể insert đây, insert cell. Rồi insert cell thì có đúng không. Giờ chúng ta chọn khoanh vùng sóng và chúng ta chọn đến đây, chúng ta chọn expo cho tôi, expo. Đó. Expo nhá. Rồi đến bây giờ là các bạn sẽ vẽ sóng lên phía trên này. Ở cái bài này các bạn, bài này về tổng hợp xong, các bạn cũng phải tự đấy để chúng ta tìm ra những cái bài khác cho chúng ta. Đấy, các bạn chú ý như thế, tôi chọn một màu bất kỳ được. Đấy, tôi vẽ đây này. Vẽ to lên. Đấy, chúng ta nối liền với bạn vẽ liền vào nhé.
các bạn nối tiếp, không to lên các bạn, sẽ nếp miền rồi nhá. Rồi sóng biển thì nó phải giống đúng không? Đấy, các bạn sau cái bài này của tôi thì các bạn nhớ share và chia sẻ, chúng ta là cộng đồng và giúp đỡ nhau. Đấy, chứ các bạn xem xong rồi các bạn cũng lách đi thì tôi không có cảm hứng để tôi dạy các bài hay hơn nữa ở phần tiếp theo nữa, vì Tom Bomb nó cho chúng ta rất nhiều thứ để chúng ta làm. Nếu các bạn không chia sẻ, không subscribe và chia sẻ cho tôi thì tôi sẽ không có cảm hứng để tôi nói nữa, và các bạn cũng sẽ phải tự học, vì các bạn trong Tom Bomb của trên mạng nước ngoài người ta cũng không dạy kỹ đâu, người ta không dạy kỹ cho chúng ta, người ta chỉ dạy cùng lắm là phần chuyển động, phần vẽ, phần hiệu ứng các bạn làm nó cũng rất là khó vì rất nhiều thứ. Ngoài này chúng ta lại còn với khói lửa vân vân, còn đủ thứ trên đời đấy, ví dụ như này. Các bạn có thể vẽ tràn vào trong bờ bờ biển, bờ cát này nhé. Đó. Đấy, trong bờ cát. Đấy, giới hạn ta khoanh vùng mà, ta khoanh vùng. Đấy, các bạn vẽ cả lên cây dừa được, đấy là lớp khác, chúng ta không quan trọng nó. Đó. Phần mềm thì nó cho, sau đó thì tôi đọc hướng dẫn, đọc hướng dẫn thì nó cũng chỉ nói từ một cách tổng quát chung chung thôi, chứ nó cũng không có kỹ càng để cho chúng ta có thể. Đến đây thôi nhé. Chúng ta đóng kín cái lớp này ạ. Đóng kín lại. Các bạn nhớ là đóng kín nha. Sau đó thì các bạn tô màu luôn màu đấy cho tôi. Đó. Đấy, các bạn thấy là đây là giới hạn của con sóng. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ có hai lớp, lớp effect và lớp sóng. Lúc này các bạn nhìn thấy tôi có hình cái biểu tượng này là con cá, hay là chúng ta gọi là clipping mask giống như trong Photoshop ấy. Đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Bây giờ ta sẽ cho cái lớp này nó nhảy vào đây. Đấy. Lớp sóng này nó nhảy vào trong clip đã. Bạn nhìn thấy là nó vào trong đây mặt nạ này. Đấy. Rồi bây giờ lớp này của chúng ta sẽ cho vào cùng trong đây. Đấy. Đây cùng trong đây thì các bạn nhìn thấy là lúc này tôi sóng biển của chúng ta sẽ cho cái lớp clipping cuối cùng, khi nó gộp vào nó sẽ đi xuống dưới phần bờ biển và núi. Đó. Bờ biển và núi thì chúng ta nhìn thấy là cho lên trước núi đi. Đó. Lớp mặt nước, lớp mà tại lớp sóng đây, sóng này, núi này, bờ biển này, lớp pin này. Rồi bây giờ ta mới mở rộng này ra để ta khám phá bên trong. Ở giới hạn này,
natural effect này, rồi cắt này, loại hình này, sóng biển này, rồi giới hạn này. Đó, bây giờ chúng ta sang phần camera chúng ta cạnh nhá. Giờ ta chạy thử, ta tắt mặt nước đi và ta chạy thử. Đấy, nó chỉ cắt ở trong phần đấy thôi, cắt trong phần đấy đúng không? Các bạn nhìn thấy rồi, giới hạn này, natural effect này, clipping này, các bạn xem lại cho tôi cái phần vừa xong nhé. Núi này, bờ biển này, mặt nước. Mặt nước của chúng ta cho một màu nhạt đi một tí. Cho mặt nước được cho về vẽ. Đó, tôi đó, cho nó nhạt một chút. Rồi tôi sẽ sang nút này để chúng ta nhìn phía trên camera. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó chuyển động chạy thử. Đó, mặt nước của chúng ta ở xa. Rồi bây giờ phần tiếp theo là chúng ta sẽ điều chỉnh camera. Chúng ta chọn camera view thì ở đây chúng ta chọn top nhé. Top này hoặc là camera, ở đây chúng ta chọn top rồi. Camera đây, đây là cái ống kính camera rồi, và các vị trí như thế. Bây giờ ta sẽ dùng dịch chuyển, chúng ta chọn bờ ở mặt nước. Nước ra xa đó. Rồi bây giờ ta quay lại trở về đây là nhìn đấy, mặt nước ra xa nhá. Rồi bây giờ ta nhìn phía trên. Điều chỉnh lại cái lớp này một chút. Đó, giờ ta sẽ con sóng của chúng ta sẽ như thế nào. Bây giờ tôi cho sóng của chúng ta nó chỉ chạy vào chỗ vị trí này. Đó,
xem còn có phần nào nữa này, đây chỗ ở đây. Rồi. Sống của chúng ta đấy, toàn mặt nước này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ xem nhá. Đó. Bạn nhìn thấy không? Chọn rồi, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ học cách để chúng ta làm camera. Rồi camera của chúng ta là đây. Đấy, thì chúng ta sẽ cho các cây xa gần như nào? Chúng ta sẽ cho các cây sau ta chọn phần đây là camera top nhé. View sau. Thì chúng ta sẽ cho từng cái cây một. Ví dụ ở đây chúng ta nhìn thấy là phần phía cây cây này, cây số 5 này, cây số 5, cây số 3, cây số 3, cây nhỏ hơn, cây này càng xa càng nhỏ. Thế ta sẽ chuyển cây đây. Thì chuyển cây nào thì các bạn chú ý cây đấy. Đó, ví dụ cây đây thì các bạn chuyển là có thể nó lại gần hơn cây thứ 5. Năm lại gần hơn một tí. Cây số 4, 4 chọn lên đây. Cây số 3 và cho là cây số 2 chúng ta chọn ra đây. Và cây 1, 1 chúng ta cho chúng ta nhìn ngắm lại này. Ôi, các cây nó xuống cả dưới bờ biển rồi, mặt nước của chúng ta. Đấy, chúng ta xem sóng biển, sóng biển chọn cho cái cây lại gần thôi, các bạn chú ý nhé, cây lại gần thôi thì nó tốt hơn. Đây chúng ta chọn ví dụ phía trước sóng này, hai trước sóng rồi ba trước con sóng, bốn lên đây. Đấy, 6, 5 thu nhỏ lại, các bạn nhìn thấy 6 đây. Rồi bây giờ chúng ta chọn này. Đấy. Đây cây số 6, cây số 6 các bạn muốn cho gần nữa. Bạn chọn cây số 6 về đây. Rồi. Phần tiếp theo là đây là phần camera size. Sai và bây giờ các bạn muốn muốn camera của nó thì chuyển theo từng vị trí khác nhau. Thì ở đây các bạn nhấn cho tôi là chữ Y nhé. Y là keyframe này. Xong đến đây này. Đến đây là cũng là một keyframe này. Đấy. Bạn cứ chọn như thế cho tôi. Các bạn điều chỉnh. Còn đây là phần Y này. Rồi. Bây giờ tôi trở về phần camera đây. Bây giờ phần thứ nhất thì nó ở đây, tôi muốn là nó zoom ra biển. Đấy, các bạn nhìn thấy đây, ra biển nhé, hay ra núi này. Đó. Bây giờ xuống đây, xuống đây thì bây giờ các bạn muốn camera nó xuống dưới. Con camera to, các bạn cho con này, các bạn kéo to lên, zoom out, đấy. Các bạn kéo này. Rồi các bạn muốn nó chuyển về phía đằng đây, các bạn ấn cho tôi một chữ Y nữa, đấy. Các bạn sẽ cho nó ra chỗ này, đấy. Rồi các bạn muốn thu vào một cây dừa chẳng hạn. Các bạn
thù ở đây, đúng không? Đó. Theo các bạn đến đây, các bạn ấn chữ Y, rồi các bạn thu về chỗ này. Chuyển về chỗ đấy. Thế nào, hôm nay chúng ta đã học được rất nhiều thứ. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó chuyển động. Chuyển động thì chuyển về phía này. Đấy. Rồi. Chúng ta sẽ sử dụng camera 1 nhé. Đấy, giờ các bạn chọn. Y là camera. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ từ nhỏ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xuất phim để xem nó sẽ chạy như nào. À, phần này là tôi chèn âm thanh đã. Để chèn âm thanh thì các bạn vào đây, các bạn chọn import import âm thanh, import file nhé, import file các bạn chú ý cho tôi là chọn đây, các bạn chọn cho tôi là sao media. Đó. Các bạn chọn import. Ví dụ ở đây chúng ta chọn sóng biển. Water, đúng không? Nó đến đây các bạn lại sẽ chọn tiếp. Import file, các bạn chọn water tiếp. Các bạn có phần phần sóng, nên tôi chọn sóng underwater. Đấy, thì tôi dạy các bạn là ví dụ như chỗ này đến đây, các bạn kéo này lên đây. À, thế là các bạn thế này, bạn chọn tất cả này nha, các bạn di chuyển. Đấy, âm thanh nó đến đây. Đấy. Nghĩa là chạy hết âm thanh 1 đến âm thanh 2, vân vân. Và bây giờ chúng ta lại nhấp vào đây. Trước tôi có download rất là nhiều, nhưng mà tôi có hết được. À, C luôn. Này nhá. Đó, thì các bạn nhìn thấy là sóng của chúng ta đến đây. Không đến đây, các bạn đặt con chảo vào đây, các bạn chèn tiếp sóng. Cứ như thế cho hết file, cứ như thế cho hết file nhé. Đến đây các bạn chọn ở đây đấy, các bạn có thể điều chỉnh kéo giãn vân vân. Đó, chọn đến đây chúng ta chọn tiếp phần C. Các bạn cũng có thể trồng lấn vân vân. Đây, trồng lấn. Đấy, kéo vân vân, các bạn muốn trồng vào đây, chữ trồng vào đây rồi nó sẽ ra phần này. Rồi bây giờ các bạn sang phần storyline nhé. Đấy, camera chưa đúng không? Bây giờ ta sẽ chuyển về camera để chúng ta bắt đầu điều khiển này. Để điều khiển camera các bạn chọn đây nhá. Các bạn chọn vào đây. Nút này. Lúc này chúng ta mới điều khiển được đúng được. À, thu nhỏ.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhìn ở trong cái phần camera, ấn cái này đã nhé. Đấy. Bây giờ đầu tiên là chúng ta chọn đây này. Chúng ta chọn nhấp cái nút này lên đã. Xong đến chỗ này, đến đây thì các bạn ấn nút này, các bạn ấn vào nút này to lên. Ôi, trượt 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 không, to lên thì nó không trượt đúng không? Đây nhá, xong ấn nút này, xong bây giờ chúng ta mới đi chuyển. Chọn vào đây vào cái size này nhá. Đó, các bạn nhìn thấy này, chúng ta ấn nút này, bây giờ chúng ta sẽ di chuyển từ bên đó, chúng ta nhìn lại bên phần. Quên cái bước này hôm trước rồi. Đây thì các bạn xem một đoạn nhé, nó sẽ tiếp theo. Bây giờ ta về chỗ phần effect, chúng ta chọn sóng biển, chúng ta chọn lấy nút này. Đấy, chúng ta chọn tiếp cho những con sóng nó cao lên một chút. Ok, bây giờ chúng ta xem. Xong đến đây đúng không? Auto chỉ được đến đây. Bây giờ đoạn này đến đoạn này hết rồi. Bây giờ ta phải làm nào? Thì bây giờ đến đây. Các bạn nhớ nhá. Lúc cái sóng nó ngắn rồi, nó chỉ quay một đoạn thôi, chúng ta chọn đây, chúng ta chọn thuộc tính. Đấy. Chọn thuộc tính thì các bạn đánh vào đây cho tôi là 400 400 hay 600 đây.
chặt. Thì cái con sóng nó dài ra, sóng nó dài ra, dài ra không hết đúng không? Vậy giờ chúng ta thử nhìn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử. Camera thì các bạn hiểu rồi nhé. Camera thì chúng ta chọn xuống phần điều chỉnh camera. Đấy, bây giờ chúng ta chọn sang phần top camera, bạn kéo rộng ra này, thì có nghĩa là nó sẽ zoom to ra. Chỗ nào các bạn không thích thì các bạn xóa keyframe đi, các bạn chọn từ đây đến đây nhé, các bạn chọn là remove keyframe. À, thì nó sẽ xóa đi cái phần mà chúng ta vừa điều chỉnh camera. Rồi đến này. Phần này thì các bạn chọn vào top này, các bạn phóng to như nào các bạn tùy các bạn. Đấy, đã quay như thế. Các bạn nhìn thấy là đấy, các bạn xóa nhá. Bây giờ ta thử xuất phim này, xuất đoạn phim này. Các bạn nhớ là chọn phim trong YouTube thì các bạn chọn X, thì các bạn phải nhớ là format kiểu YouTube thì nó là nét nhất, còn format kiểu khác ấy, thì nó sẽ AV vân vân là không tốt nhất. Chúng ta chọn YouTube này. Tất cả các cảnh thì chúng ta chọn này, full movie này. Đến đây, đến đây thì nó sẽ chọn hết cho chúng ta. Chúng ta chọn tiếp đến đây, chúng ta nhấp OK. Đấy, cảnh cancel lại. Chúng ta đặt tên cho phim. Sóng biển đảo chẳng hạn đây. Đấy, thì chúng ta sẽ xem. Hơi lâu video đúng không? Thì lúc xuất phim thì nó sẽ ra giống như này nha các bạn nha. Vì là phần tôi thời gian không có nhiều, các bạn thể vẽ thêm mây này, vẽ thêm cảnh vân vân thì chúng ta có thể áp dụng vào nó. Đấy, thì cái này thì xuất phim là như thế, chắc chắn là sẽ ra cảnh đẹp. Vì tôi sẽ hủy đi vì là chúng ta làm nó hơi lâu. Đấy, thì đẹp đây, để ta ghi vào nhá, ta ghi vào. Đó, các bạn ghi vào thì các tôi. Không chơi nữa. Rồi, công việc của chúng ta cứ thế thôi. Các bạn có thể lúc đó các bạn có thể là export chọn YouTube cho tôi nhé. Đấy, chọn YouTube cho tôi. Thì nó
bắt đầu nó sẽ export ra. Máy tính của tôi nó hơi chậm vì tôi dùng cái máy gọi là chưa được dual core, thế nên là nó rất là chậm, chưa có tiền để đầu tư một cái máy Xeon hoặc là Core i7 chúng ta có thể làm. Đấy, các bạn chắc chắn là như thế, và chúng ta phải đợi khi nó render ra ra hình ảnh như này. Vậy thì bài học đến đây là xong, tôi xin chào các bạn. Tất nhiên là còn nhiều cái nữa, khỉ leo cây, còn vẽ đàn khỉ nữa, nhưng mà tôi chưa làm được do thời lượng của phát chương trình nó không được nhiều, cho nên là chúng ta tạm dừng tại đây. Chúc các bạn vui vẻ, mà nhớ like và subscribe cho tôi nhé, để các bạn có thể làm được.